Bây giờ mỗi khi cầm cái tờ báo Việt Nam lên đọc, đó, đọc ở trên báo mà coi như là Internet, thì nhìn thấy cái cảnh mà bây giờ có những người học xong sư phạm hoặc là những ngành nghề khác, mà nhất là sư phạm, là cái ngành nghề mà coi như ít người đi, mà cũng coi như cái đồng tiền nó không bao nhiêu, nhưng khi ra trường không có việc làm, phải chờ đợi đằng đẵng từng năm kia qua tháng nọ. Tôi có đọc cái chuyện là coi như là ở miền Trung Việt Nam, Nha Trang hay là Quy Nhơn gì đấy, trong một gia đình có bốn người con đi học sư phạm ra mà bây giờ không có việc làm, bây giờ phải làm những công việc lao động thời vụ như là bán hàng, như là đi phát tờ rơi, thật là chạnh lòng biết bao. Vì cái giai đoạn mà tôi thi vào sư phạm năm 1984 á, giai đoạn đó thì phải nói là trời ơi, hồi đó nó quý lắm. Vì sao như vậy? Hồi đó mà phải nói một câu như thế này này, thì đúng là chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm, theo người ta nói. Đó là một cái ngành nghề mà nó dễ vào nhất, dễ thi đậu vô. À, tại vì hồi đó là cái câu mà ngày xưa đó, các giai đoạn mà coi như giao thời giữa, coi như là giải phóng xong 10 năm đó, thì coi như ai mà đi học đại học đó, thì rất là chua cay chứ không có như bây giờ. Bây giờ tuyển đại học mà rốt cuộc ra có nhiều trường, có những ngành nghề mở ra không có người học, bởi vì cái số lượng người học quá ít, nên thành ra có thể nhiều có ngành nghề nó bị xóa sổ. Nhưng hồi đó phải nói tụi tôi có câu thế này này: cổng trường đại học cao vời vợ, 10 thằng đi đến 9 thằng rơi. Ai mà thi đậu được đại học rất là vinh dự. Tại vì sao như vậy? Tại vì tụi nó thường nói như thế này này: sướng quá chúng mày ơi, vừa được học hành, vừa được tắm rửa sạch sẽ, và là không có ghẻ. Ở nhà thì phải đi làm rẫy làm nương cực khổ trăm điều, rồi bị nghĩa vụ nghĩa à, đông đốc mà phải đi qua đi phải đi bê đi chiến đấu ở Campuchia, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Còn đi học thì coi như thoát những cảnh đó đã đành rồi, mà được là một tháng nè, tôi nhớ rõ 17 kg gạo, rồi nửa ký thịt heo, rồi coi như là một một lạng bột ngọt, rồi 1 kg đường, rồi một gói thuốc hoa mai, rồi 2 lưỡi dao cạo rau. Nhiều cái tức cười. Có người ở nhà thì đi làm rẫy chết bà chết ông luôn, mà có người đi học thì coi như được một tháng 17 kg gạo, được ăn uống sạch sẽ, mà là ở trong ký túc xá. Mà sướng một cái nữa, biết đàn, cầm đàn tối lại đi tới mấy cái dãy nhà nữ, mà sinh viên nữ để tán tỉnh rồi. Nó vui vô cùng, nó vui thú như vậy, cho nên thấy, bởi vậy nó thấy nó buồn cười cái chỗ đó. À, rồi như vậy mà ra trường thì lúc nào cũng vậy, lúc đó là trường lớp thì nhiều, à, trường lớp thì ít, mà giáo viên là không có, giao thời giữa hai cuộc chiến tranh, nên thành ra là sau đó ai mà đi sư phạm là ra là có nơi tuyển liền, gần xa thì cũng 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 có chỗ ấy. Tôi về tới phòng giáo dục mà coi như phải nói là bao nhiêu trường, nó phải nói là 2 3 trường nó xong rồi, anh không về trường này, sau rồi chú không về trường kia, vân vân. Tại vì ở giai đoạn nó hít, không phải như bây giờ mà cầm đơn chạy đôn chạy đáo, rồi phải đút lót tiền bạc, rồi phải nói chạy chọt thế này thế nọ để ở trường gần, thậm chí lên miền núi cũng không có chỗ dạy, vân vân. Tại vì sao tôi phải nói như thế này? Ngày xưa khi cứ bước vào ngành sư phạm á, chúng tôi hãnh diện lắm. Hãnh diện là như thế nào? Vừa bước vào cái giảng đường á, thì coi như là các ông, tôi còn nhớ là ông trưởng phòng tổ chức Ngô Nhâm, ông đứng này ông nói chuyện như thế này: chúc mừng anh chị em sinh viên, tân sinh viên của các khoa, của khóa 7. Tôi phải nói như thế này nè, tôi rất là vinh hạnh, tôi rất là vui mừng các anh chị đã chọn đúng ngành nghề. Và ngày hôm nay gặp được anh chị ở tại giảng đường này, tôi xin có một lời trao đổi như sau. Hồi xưa tôi đi tập kết, tôi có 2 người bạn, ông ấy nói nha, tôi nói là nguyên lời của ông ấy nói. Tôi 2 người bạn, một người bạn á, là thi đậu vào đại học y khoa, 6 năm trời ra bác sĩ. Hai người đã học cùng thời phổ thông. Rồi anh kia là thi vào đại học sư phạm, 4 năm sau ra một giáo viên dạy ở trường cấp 3, là giống như high school ở bên này, phổ thông trung học. Thì một ngày nọ, các anh mà coi như là bác sĩ á, anh mới đến cái chỗ trường học đó, anh thăm chơi các anh giáo viên này. Anh nói một câu như thế này, lúc đó đang một giờ ra chơi, anh nói một câu thế này: tôi thấy cái nghề của anh, tôi muốn nói nguyên lời của ông nói, ông nói, ông cũng nói cái tiếng của cái người kia nói luôn, tôi là giống như là cái giọng, là giọng Nghệ Tĩnh với giọng Huế, tôi không biết. Ông nói thế này: tôi thấy cái nghề của anh sao mà nó hay quá, cái nghề của anh nó thật là, nó là nó vui, nó vui vẻ, ngày nào cũng gặp toàn những gương mặt hồn nhiên vô tư, những con người đi tìm kiến thức, những con người ham học giỏi đi đến trường lớp, thầy cô bạn mến mến yêu, ngôi trường thân thương.
Còn cái nghề của tôi là ông nói ổng á, cái nghề của tôi thì suốt ngày tôi chỉ chứng kiến những cái cảnh là coi như là những người đau khổ trên cõi đời mà đến tìm tôi, những gương mặt đau buồn, những người coi như phải mắc những chứng bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo mà đến gặp tôi. Như vậy anh là cái người mà coi như là bao giờ cũng như những con người đi tìm kiến thức, những con người hiếu học đến gặp anh, còn những người đến gặp tôi là những con người đau khổ trên cuộc đời. Câu đó chúng tôi thấy nó đúng quá, chúng tôi vỗ tay lên ầm trời và thấy là đúng, mình đã chọn đúng ngành nghề và thấy vui. Thì thời gian sống ở trường học mấy năm trôi qua, lúc thì tôi ở là ký túc xá, lúc thì đi ra ngoài khu ngoại trú, nhưng tôi phải nhớ mãi như thế này này, rất là vui. Tại vì lúc nào cũng vậy á, sinh viên thì tối nào cũng vậy á, học á thì người ta nói là ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, học bình thường yêu chủ yếu. Lúc nào ăn rồi thì mới nói là tối tối thì coi như buồn tình, thì coi như phải nó cầm cái đàn guitar đi dạo qua dãy phòng nữ. Ôi những bài như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, rồi những bài này nọ là coi như phải nói trong thời chinh chiến nó hay, hát rồi này nọ, rồi phải nói là tại vì hầu đó không được hát nhạc vàng, hầu đó người ta cấm đoán, nhạc vàng của ngày xưa chế độ cũ là không được sử dụng. Nên chúng tôi hát những bản nhạc như là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Cùng Mắt Vẫn Trên Dòng Trường Sơn, rồi Đem Trường Sơn Nhá Bác, vân vân. Và nói là nữ thì có những người họ rất là thích nghe nhạc, nghe đàn, bởi vì người ta nói câu là gái mê tài, trai mê sắc, con gái thì yêu bằng lỗ tai, con trai thì yêu bằng đôi mắt. Như vậy thì ai cũng vậy thôi, anh nào cũng khoái tối tối là coi như mò qua dãy phòng nữ để tán tiện cô này cô kia, nói chuyện nó coi như nó vui lắm. Rồi là coi như thậm chí là có những lúc mà rủ nhau đi coi phim, là những cái tình yêu chớm nở nó vô tư trong cái thời sinh viên, nó rất là hay, rất là đẹp. Và tôi còn chưa kể những cái chuyện mà phải nói là rau ria, như tôi có anh bạn tên là Lê Đình Hùng, bạn thân của tôi, lúc nào đi ăn cơm thì hai thằng cũng đi với nhau. Là đại khái như anh này thì giống như là từ nhỏ tới lớn chưa hề biết yêu đương là gì, nhưng mà khi bắt đầu có bước qua năm thứ hai là bắt đầu là phải làm có cô kia. Rồi là anh ta mượn cái xe đạp của tôi để chở cô kia là đi ra ngoài á, rạp Biên Hòa coi chiếu phim. Nhưng tôi buồn cười. Tôi hồi đó là nếu mà đi học thì tôi là cái người mà phải nói là vào cái thành là phần là có của, là giàu. Thứ nhất là tôi có cái chiếc xe đạp để đi, thứ hai là tôi có cái radio để nghe, thứ ba là tôi có đồng hồ để đeo tay, và thứ tư là tôi có được cái đàn guitar để chơi. Như vậy là tôi có những cái vật dụng mà người khác không, nhiều khi là không có đủ bộ tứ như tôi. Nếu anh mượn xe đạp thì tôi cho mượn. Anh chở cái cô nàng này đi về ngang qua công viên viện bãi B, gặp mấy cái anh chàng thương binh coi như đi Campuchia mà bị cụt giò. Anh thấy người mình thì đau khổ, người này sung sướng quá, anh được thì anh đánh cái này, anh này chạy sao va ổ gà. Cái xe nó thành vòng số 8. Vui và vui lắm, nhiều câu chuyện bây giờ nói ra thì cái chương trình YouTube này nó không có đủ để cho tôi nói nhiều câu chuyện vui. Nhưng tôi phải nói như thế này này. Như vậy hồi xưa kia chúng tôi đi học ra trường coi như phải nói là đi kiếm việc rất là dễ dàng, thậm chí như là từ ban tổ chức chính quyền nó đưa về sở, rồi coi như sở nó phân bổ cho các trường phổ thông rất là dễ dàng. Nhưng bây giờ khó và khó lắm. Bây giờ học xong ra trường không có việc làm. Như vậy mà nó thấy như thế này, cái kinh tế của nước chúng ta càng ngày phải nói là nó cần điêu đứng, điêu lên khổ sở, rất là tội cho cái lứa hậu sinh sau này. Mặc dù bây giờ thì các phương tiện thông tin nó hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa chúng tôi làm gì có điện thoại để mà gọi. Cái chuyện đó là không có rồi. Điện thoại bàn còn chưa dám mơ tới, chứ đừng có nói điện thoại di động. Nhưng bây giờ người ta vẫn có iPhone. Rồi bây giờ thậm chí là có laptop, rồi có computer để mà coi như liên lạc và chat chít trên mạng đồ với người này người nọ trên toàn thế giới. Chứ ngày xưa kia là chúng tôi mà coi như trong trường chỉ quen biết với nhau, chứ làm sao mà quen ở ngoài cái khu trường được. Nó khó và khó lắm. Chỉ có nhớ là quen được trong các kỳ đi thực tập mà thôi. Những kỷ niệm thân thương trong kỳ thực tập này nọ, đó là những kỷ niệm ngày xưa rất nhớ và đẹp nhất là trong thời sinh viên. Thì hôm nay đây không phải là có gì, thì tôi cũng vừa với mấy anh bạn kia ngồi lăng lăng vài ly, thì tự nhiên tôi mới nhớ là kỷ niệm xưa. Tại vì cũng nói là nhớ nói lại cái kỷ niệm ngày xưa mình đã từng là làm đứng trên bục giảng, cũng từng đi dạy. Thì người ta nói thế này, cái gì cũng vậy, có qua rồi mà thấy nó quý. Hồi xưa đi dạy thì mình thấy nó bình thường, bây giờ mình nghĩ rồi mình cảm thấy nó lưu luyến, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ kỷ niệm xưa. Nhưng mà bây giờ mỗi lần bây giờ mình có các công việc khác mình làm ở đất này, thì coi như mình đâu có phải là đi làm những công việc ở bên Việt Nam được, mình đâu có đi dạy được, tại vì ngôn ngữ mình đâu có phải ngon lành gì, đâu có tốt như ở bên Việt Nam. Thì bây giờ ngôn ngữ là cái lén quyền thứ hai. Thì bây giờ tôi là mỗi lần đi ngang qua một cái khu trường, tôi nhìn thấy thầy cô đứng dạy.